Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan. Hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2018 thì cho phép em gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc tất cả mọi người có một cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thật là vui vẻ, thật là ý nghĩa bên gia đình. Lẽ ra là chúng em không bán hàng nhưng mà những ngày nghỉ này thì hàng lại về rất là nhiều, nên là chúng em vẫn đăng hàng lên và bán bình thường. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Mã Bảo Trung, em ở trên Cao Bằng. Số điện thoại của em là 0949261918. Em chuyên bán tất cả các loại phong lan rừng Cao Bằng. Và phiên hôm nay thì em sẽ nhận tất cả các đơn hàng của cô chú anh chị các bạn theo cái địa chỉ ở nhà nhé. Em sẽ không nhận địa chỉ ở cơ quan hành chính nhà nước, bởi vì cơ quan hành chính nhà nước là ngày hôm nay là sẽ là ngày nghỉ. Từ hôm nay, ngày mai, ngày kia là sẽ là ngày nghỉ, nên là các anh chị sẽ không nhận hàng được ở tại cơ quan. Thế chính vì vậy rằng là em sẽ nhận tất cả mọi cái thông tin là ở địa chỉ ở nhà. Em xin giới thiệu luôn vào từng loại mặt hàng luôn. Thì đầu tiên là cái hoàng thảo đùi gà đây, hàng vừa mới về xong ạ. Chúng em vừa mới khui hàng và sắp hàng được một chút, nó còn chưa được ngay ngắn lắm. Nhưng mà thôi thì giờ này cũng muộn rồi, thì em cũng đăng lên cho mọi người cùng xem và cùng giao lưu luôn. Giá là 200 ngàn 1kg nhé. Cái hoàng thảo đùi gà, hoàng thảo đùi gà dẹt ạ, toàn dây ạ. Đấy, nhưng loại dẹt này là có họng nhé mọi người nhé. Đùi gà dẹt có họng ạ, chứ không phải là loại không có họng. Đấy, loại này vẫn là họng nhung. Và trên này là kiều vàng, là giá là 200 ngàn 1kg. Kiều vàng 200 ngàn 1kg. Ngọc thạch 3 màu 200 ngàn 1kg. Ngọc thạch em có 2 loại nhá. Đây ngọc thạch 3 màu đây. Đây là ngọc thạch Bắc. Đấy. Hoàng thảo hoàng lạp 150k 1kg. Đấy. Giáng hương đuôi cáo 150k 1kg. Hàng hôm nay chúng em đã cắt tỉa không lộn xộn như hôm qua rồi. Thế cả buổi sáng là cả gia đình chúng em làm 7-8 người cùng nhau cắt. Là được cái đống hàng như thế này. Đấy, giá 150k 1kg nhưng hàng rất là tươi ạ. Bên trong này là hoàng thảo vảy rồng Bắc. Hoàng thảo vảy rồng Bắc là giá là 150k 1kg và có những mê dề rất là to nhé. Đấy, loại này thì phải 2 tháng nữa mới đôi được, mới bắt đầu có hoa. Hoàng thảo vảy rồng Bắc ạ. Giá là 150k 1kg và cũng có rất là nhiều dề. Bên này là cái địa lan mạc thu. Địa lan mạc thu hôm nay có những dề rất là to. Có cái đấy, các bạn xem những cái cần hoa rất là cao ạ. Loại này cần hoa cao hơn địa lan mạc quân tử rất nhiều. Đấy. Địa lan mạc thu giá 200k 1kg. Loại này nở vào tháng 12, chạm Tết ạ. Địa lan hồng hoàng. Địa lan hồng hoàng. Đây. 200k 1kg, tình trạng cây rất là khỏe và đang có nụ ạ. Đây ạ. 200k 1kg. Trong này là hoàng thảo đùi gà nhá. Hoàng thảo đùi gà đây, chúng em còn chưa kịp cắt dây này, vẫn còn nguyên bó này. Đây vẫn còn nguyên bó, nguyên đai, nguyên kiện đấy ạ. Đấy. Hoàng thảo đùi gà tròn. Cái này không phải hoàng thảo đùi gà dẹt đâu nhá, hoàng thảo đùi gà tròn nhá mọi người nhá. Đây ạ. Hoàng thảo đùi gà tròn giá 200k 1kg ạ. Rất là đẹp hàng mọi người nhé. Và bên này tiếp theo là cái hoàng thảo long tu xuân. Hoàng thảo long tu xuân là em bán giá 200.000 1kg. Cái hàng này hàng cũng khá là đẹp đấy ạ. Chủ yếu là chúng em bán hàng giống nhé mọi người nhé. Đấy, 200k 1kg hoàng thảo long tu xuân. Và đây là cái ý thảo 3 màu. Mọi người lưu ý nhé, đây là cái ý thảo 3 màu ạ. Ý thảo 3 màu rất là đẹp nhé. Ý thảo 3 màu. Loại này chúng em bán 350k 1kg ạ. Đấy. Ý thảo 3 màu 350k 1kg. Đấy. Trong này là địa lan mạc quân tử. Địa lan mạc quân tử em bán giá là 150k 1kg. Hôm qua thì em đã nhận hết đơn hàng của Hoàng Thảo Kèn rồi, nên là em sẽ không bán Hoàng Thảo Kèn nữa hôm nay. Phi điệp vàng là 150k 1kg. Hàng xanh ngắt luôn nhé mọi người nhé. Hoàng Thảo Xoắn 200k 1kg.
hài râu 150k 1 kg hài râu. Các bạn ơi, hôm nay em chỉ có một chút hài râu như này thôi nhá. Đủ để giao dịch với mọi người, giao lưu mọi người thôi. Đấy. Đủ để giao lưu mọi người thôi. Đây, xanh ngắt đây ạ. Đấy, lan hài râu đấy ạ. Đấy, hoàng thảo xoắn. Mỗi cái đều 5 cái đúng không? Đấy. Em ghi nhanh nhanh toàn bộ tổng thể đơn hàng của chúng em, bởi vì hôm nay chúng em cũng khá là nhiều việc. Nên là em chỉ ghi qua, và tất cả cô chú anh chị các bạn mà khi mà có nhu cầu đặt hàng, lấy hàng của gia đình chúng em thì hãy gọi điện thoại trực tiếp vào các số điện thoại mà chúng em đã treo mặc định ở trên kênh. Đấy. Rất là nhiều hàng nhé hôm nay à. Rất là nhiều hàng ạ. Đấy. Em vừa mới giới thiệu qua các loại phong lan của gia đình chúng em một cách rất là nhanh. Đấy. Mọi người hãy xem và lựa chọn cho mình những cái kg lan đẹp nhé. Và tiếp theo em sẽ cho mọi người xem một cái lô lan cuối xếp. Và giá thì rất là chát ạ. Đây là cái lô cuối xếp của gia đình chúng em vừa mới về xong. Cực phê và cực mê, giá cực chát. Đấy. Đây là em chỉ bán cho những cô dì chú bác nào mà có lấy thực sự thôi nhá, chứ còn cái giá thì rất là chát. Em không sẽ không nói giá nhé. Cô chú anh chị các bạn nào mà lấy quế xếp thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Em có 2 thùng ạ. Quế xếp rụt ạ. Quế Mường Lát Thanh Hóa nha mọi người nhé. Bảy trăm k 1 kg.